được giấy phép, người ta chứng minh được giấy xe. Mà mấy anh cứ đòi giữ phương tiện là giữ cái gì? Đó, xin chào các anh chị. Thì trên đây mình muốn nói thẳng đến mấy cái anh mà cảnh sát giao thông mà lạm quyền đó. Thì thật ra cái cách xử lý của anh, cái đội cảnh sát giao thông mà ở huyện Châu Phú bên An Giang đó, là mình nhắn nhủ với anh em đây ha. Rồi mình nói thật luôn là mình rất là thất vọng khi mà đại tá Đinh Văn Nơi phải điều chuyển đi về miền Đông, miền Trung gì làm đó mình không biết. Nhưng mà chứ mình nghĩ là nếu mà có ổng thì chắc là không có cái trường hợp lạm quyền mà giữ xe trong cái clip của chị kia đâu. Thì người ta đã gọi là một cái lỗi vi phạm hành chánh đó các bạn, như là chạy xe mà các bạn là chị ấy nói là xe chỉ có đầy đủ giấy tờ đứng chủ quyền, có bằng lái nhưng không đội mũ bảo hiểm, thì anh công an này ảnh đòi lập biên bản tạm giữ xe. Nó thì thật ra cái cộng đồng mạng rất là bức xúc nha anh em, bản thân mình cũng vậy nữa. Tức là nếu mà cái lỗi á, nó đáng thì đồng ý là các bạn, ví dụ như bạn chống cự nè, bạn chạy bỏ chạy hay là bạn làm một cái gì đó để mà pháp luật người ta không thể mà làm gây khó cho cái cách xử lý, thì đồng ý là giữ xe đúng không. Nhưng mà anh này nhất định á là áp đặt người dân vào một cái cách xử lý cá nhân của ảnh. Thì theo như mình nhận xét, như mình nói thẳng một cái vấn đề luôn á, nếu mà nói với những anh công an như vậy đó nha, cán bộ á, là nếu như mình là cấp trên á, mình đuổi thẳng luôn chứ không có xét cái gì hết á. Tức là ảnh là không, thứ nhất là không có đủ trình độ, thứ hai là đi giải quyết vấn đề trật tự an ninh xã hội á, một cái cách là cá nhân quá vấn đề. Đó, rồi không hiểu lực, trình độ không có nữa, đuổi luôn chứ không có xét cái gì mấy thằng vậy. Trong khi đó rất nhiều lương bổng, tiền bạc á, trả lương cho các những cái người như vậy để mà đi làm việc. Thì trong khi đó xã hội càng ngày á, càng tệ, thì ở đâu để chấn chỉnh lại cái nền văn minh của đất nước, đúng không? Mình nói đó là mình góp ý cho tất cả mọi người và cấp trên của mấy ảnh luôn. Còn mà đi làm việc á, tức là bạn làm cái công việc gì á mình không biết, nhưng mà bạn đi làm một cái công việc gọi là giữ gìn an ninh giao thông cho một cái đất nước đang rất cần sự phát triển, mà bạn lại xử lý theo cái cách cá nhân. Bạn nói rồi, bây giờ anh này đã nói, cán bộ nói là lập biên bản xong đem về đồn, trong khi đó người ta vi phạm cái lỗi là không có mũ bảo hiểm, con khóc đi chợ rồi về đó. Bạn thấy vô lý không? Tức là nếu mà nói về lý á, thì ở đây người ta có giấy phép lái xe, có giấy chủ quyền xe, căn cước đầy đủ, lý do gì mà phải giữ chiếc xe làm khó nhau như vậy, đúng không? Bây giờ tôi nói các bạn nghe, bây giờ bởi vậy mình nói cái hình thức giấy tờ ở Việt Nam nó là như vậy, nó phiền phức. Bạn làm giấy căn cước để làm cái gì, tôi hỏi cấp trên các bạn á. Bây giờ căn cước để chứng minh là bạn là người ở đó, đúng không? Thì tôi chỉ cần tôi giữ xe, giữ miếng giấy của bạn đó, không cần biết bạn chạy chiếc xe gì, tôi chỉ cần tôi biết bạn là ai ở đó. Rồi nếu như cần thiết nghiêm trọng tôi sẽ đến nhà và nên đó để tôi tìm bạn, tôi giải quyết, có cái gì khó đâu. Anh này lại đi làm khó rồi bắt đầu đòi giữ xe, trong khi chiếc xe đó mình nói nó không có, cho dù là chiếc xe gì đi chăng nữa, nếu mà nó phải có cái người điều khiển thì người điều khiển đó cần phải giải quyết với lại cái luật pháp, đúng không? Nếu mà người ta vi phạm, gõ này đúng là người ta vi phạm, nhưng mà mình theo như mình biết trong cái clip đó là vi phạm, thì đối với vi phạm hành chính đó, mình nghĩ đó nha, thì người dân người ta đồng ý. Tức là bạn là một cái dịch vụ, đi mình nói giống như pháp luật đó, là một cái dịch vụ để mà giữ cái sự cân bằng cho mọi người. Mà bạn lại tuyển những cái nhân viên giống như những cái anh cảnh sát đó, thì mình nói thật sự luôn, nếu như là mình đi sử dụng một cái dịch vụ hay là quán nào đó, bạn đi vô quán đó, mình nói cấp trên của bạn đó, đi vô quán mà dịch vụ đó người ta phục vụ bạn không tốt, bạn có đồng ý không? Nhân viên có đồng ý không?
Nếu bạn là chủ quán, bạn có đuổi nhân viên đó không? Đúng không? Tôi hỏi một cái câu như vậy thôi. Đó. Người ta, thí dụ như người ta bị áp đặt thì người ta sẽ đồng ý thôi, nhưng mà nếu mà có đóng phạt người ta cũng đồng ý, nhưng mà người ta không có hài lòng. Thật sự các bạn vậy đó. Đó, thì mình nói chia sẻ ngắn gọn trên đây thôi. Có thể là một số cái dạng như là dự luận đổi vô bình luận tầm bậy bạ nó không quan trọng, nhưng mà quan trọng là mình nói đến cái sự công bằng để cho anh em phản ánh lên tới những cái cán bộ nào mà có cái chức năng để người ta giải quyết, để cho cái xã hội nó được tốt thôi. Các bạn mình đưa cái mặt mình lên vậy đó, mình cũng không có phải là ngại gì hết á, thì mình nói cái nào theo đúng như cái suy nghĩ của mình và mình cảm thấy nó đúng hợp lý thì mình nói thôi. Thôi các bạn, xin chào, chúc các bạn một ngày mới thật là vui nha, và tràn đầy sức sống.